Tulip, tên khoa học là Tulipa. Những năm gần đây, bên cạnh tiên ong, thủy tiên thì tulip cũng là một loại củ giống được ưa chuộng trồng Tết. Với nhiều màu sắc sinh động, tươi tắn, tulip trở thành loại hoa dành cho những ai yêu sự độc lạ trong dịp Tết. Tulip tượng trưng cho cuộc sống hoàn hảo, sự giàu có, vẻ đẹp đầy sức sống của loài hoa này xua tan những điểm xấu, mang đến sắc xuân, may mắn, điểm lành cho gia chủ trong những ngày đầu năm. Tulip có thể trồng chậu sứ, trưng trên bàn làm việc, phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn, ban công, kệ tivi, giá sách, quầy lễ tân. Bên cạnh đó, tulip cũng có thể trồng thủy canh trong bình thủy tinh để khoe trọn vẻ đẹp hoàn hảo của loài hoa này. Hoa tulip rất dễ trồng và dễ chăm sóc tại nhà. Sau đây, hoa đẹp dễ trồng sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng tulip từ củ để hoa nở như ý trong những ngày Tết đến xuân về. Để đảm bảo tỷ lệ ra hoa 100%, bạn phải chọn củ thật kỹ. Củ giống không được trầy xước, thâm, méo mó hay mềm nhũn, nên chọn củ đã bật mầm và đồng đều. Chậu để trồng cây có thể sử dụng các loại chậu trồng bằng nhựa cứng, nhựa mềm hoặc chậu sứ, có đường kính từ 7 đến 10cm hoặc 18 đến 20cm trồng từ 1 đến 3 cây trên một chậu. Nên chọn loại đất được trộn sơ dừa và qua xử lý nấm bệnh để đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh. Sau khi đã đổ đất đầy chậu thì bắt đầu đặt củ theo hướng thẳng đứng, mầm hướng lên trên. Sau đó lấp đất cho đến khi ngập củ. 7 đến 10 ngày đầu, thường xuyên tưới nước giữ cho đủ ẩm để củ ra rễ tốt hơn. Sau đó giảm dần lượng nước tưới, duy trì độ ẩm từ 65 đến 75%. Thời gian đầu, bạn không cần bón thêm phân cho củ giống. Sau khi mầm tulip cao từ 10 đến 12cm thì tiến hành bón thúc. Cứ 7 đến 10 ngày bón một lần. Sau 40 đến 50 ngày chăm sóc, bạn đã có thể ngắm những đóa tulip rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công!